Rối loạn tiêu hóa nên ăn gì là vấn đề mà nhiều bậc cha mẹ quan tâm. Tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ khiến việc chăm sóc trẻ trở nên khó khăn hơn. Rối loạn tiêu hóa khiến nhiều trẻ sợ ăn và mỗi bữa ăn trở thành cuộc chiến. Vậy cách giải quyết rối loạn tiêu hóa như thế nào? Video này sẽ giải đáp tất cả các lo lắng của bạn về hệ tiêu hóa trẻ nhỏ. Dối loạn tiêu hóa ở trẻ là một vấn đề rất phổ biến. Các thống kê cho thấy, có đến 80% trẻ từng có các triệu chứng của dối loạn tiêu hóa. Trong số đó, số trẻ gặp vấn đề về đường tiêu hóa trong 2 đến 3 năm đầu chiếm đa số. Giải thích cho vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, đó là do hệ tiêu hóa của con chưa đủ khỏe và những thiếu sót trong cách chăm con của cha mẹ. Tuy nhiên, dối loạn tiêu hóa không quá nghiêm trọng như bạn nghĩ, nếu bạn có đủ hiểu biết về nó vì thế đừng vội vàng thắc mắc rối loạn tiêu hóa nên ăn gì, trước tiên hãy chắc chắn rằng bé nhà bạn có bị mắc chứng rối loạn tiêu hóa hay không. Nếu cha mẹ để ý, sẽ thấy con có một số biểu hiện điển hình như ợ ờ nóng, ợ chua thường xuyên. Điều này khiến trẻ có thể hôi miệng. Buồn nôn, nôn thường xảy ra khi trẻ ăn no hay khi thay đổi tư thế đột ngột. Đau bụng âm ỉ thường xuyên, đặc biệt là sau khi ăn đồ cay nóng, đồ chua. Trứng bụng, bụng căng tức khó chịu sau khi ăn. Đại tiện bất thường. Trẻ bị tiêu chảy hay táo bón, đôi khi trẻ bị thay phiên tiêu chảy và táo bón. Trẻ chán ăn, ăn uống kém. Cân nặng của trẻ bị trứng lại, chiều cao không tăng lên nhiều. Trẻ không năng động, hoạt bát thường ù lì hoặc thiếu sức sống. Nếu các biểu hiện trên của con càng nhiều hoặc càng rõ ràng thì mẹ có thể chắc chắn con đang bị rối loạn tiêu hóa. Khi đó mẹ cần bắt tay vào việc tìm hiểu trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì ngay lập tức. Vậy, trẻ rối loạn tiêu hóa nên ăn gì để cải thiện? Ba mẹ thường bối rối khi lựa chọn thực phẩm để cải thiện tiêu hóa cho con. Nên đa số mọi người hay tìm đến các thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc kích thích ăn uống tự nhiên ở trẻ sẽ là giải pháp an toàn và có hiệu quả lâu dài nhất. Vì thế, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra những thực phẩm có lợi ích với đường tiêu hóa của trẻ. Trẻ rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? Quả chuối. Chuối là loại quả được nhắc đến đầu tiên cho những người bị rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt chuối mang đến nhiều lợi ích với trẻ nhỏ. Là loại thực phẩm quen thuộc và dễ tìm nhưng trong chuối lại chứa đa dạng nguồn dinh dưỡng. Lượng kali và chất xơ trong một quả chuối rất cao. Nó vừa đủ với nhu cầu của trẻ nhỏ. Vì rối loạn tiêu hóa thường khiến trẻ bị mất kali do nôn ói hoặc tiêu chảy. Do vậy, lượng kali và điện giải có trong quả chuối là rất phù hợp với những bé đang bị rối loạn tiêu hóa. Bổ sung thêm kali còn là cách hạn chế tình trạng tiêu chảy và điều chỉnh lại các hoạt động trao đổi chất trong cơ thể bé. Chuối là thực phẩm thích hợp khi hỏi trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì còn bởi lượng chất xơ dồi dào. Chúng sẽ giải quyết vấn đề táo bón dai dẳng cho bé. Chất xơ giúp cải thiện tính chất và kích thước khối phân. Ngoài ra, chất xơ còn tạo môi trường dinh dưỡng phù hợp để các lợi khuẩn trong ruột phát triển. Tuy nhiên mẹ cần chú ý một điều khi cho trẻ nhỏ ăn chuối. Đó là chỉ nên cho bé ăn loại chuối lùn như chuối gòng, chuối ngự. Không nên cho con ăn chuối tiêu hay chuối tây, bởi các loại chuối này có thể khiến bé bị đầy bụng khó tiêu. Trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? Táo. Một loại hoa quả khác cũng rất tốt cho trẻ bị rối loạn tiêu hóa, đó là trái táo. Trong táo có nguồn chất xơ hòa tan, vitamin, carbohydrate, kali, kẽm, Magie dồi dào. Chất xơ trong táo là chất xơ hòa tan hay còn gọi là pectin. Đây là một loại chất xơ tan được trong nước rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Chất xơ này được ăn vào ruột và hòa tan vào nước tạo thành chất gel giúp trẻ đi tiêu dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, pectin còn làm tăng khối lượng phân, tránh hiện tượng phân lỏng. Ngoài ra, pectin có khả năng liên kết với các chất độc hại như trì, thủy ngân và sau đó được thải ra ngoài, giúp giải độc cho trẻ. Lượng điện giải trong trái táo giúp đẩy mạnh quá trình phân giải thức ăn thành năng lượng, từ đó giúp con tiêu hóa tốt hơn và luôn dồi dào năng lượng hơn nữa lượng kẽm trong táo còn có công dụng đẩy mạnh tiêu hóa sau khi trẻ đã hồi phục các nghiên cứu cho thấy kẽm giúp trẻ cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn tiêu hóa tốt hơn và đề kháng khỏe hơn hơn nữa trong táo còn có vitamin c vitamin c có khả năng chống oxy hóa giúp cơ thể đào thải các chất độc hại từ đó giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn ngoài táo mẹ có thể lực chọn các trái cây dầu vitamin c cho bé như cam quýt ổi bưởi Bé bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? Sữa chua. Là sản phẩm chứa hàng tỷ lợi khuẩn đường ruột, sữa chua là một lựa chọn thông minh của mẹ cho trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Nếu đang đau đầu với vấn đề rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? Thì sữa chua là lựa chọn dễ dàng nhất, bởi trong một hũ sữa chua không chỉ có lợi khuẩn mà giá trị dinh dưỡng cũng rất cao. Các lợi khuẩn kích thích hoạt động của đường tiêu hóa. Lợi khuẩn còn giúp làm giảm số lượng và ức chế hoạt động của các vi khuẩn có hại. Từ đó, hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động tốt hơn, giảm táo bón, giảm đầy hơi, khó tiêu, đi ngoài nhiều lần. Sữa chua còn giúp hệ miễn dịch của trẻ hoạt động tốt hơn. Chúng giúp trẻ khỏe mạnh hơn, chống lại các tác nhân gây bệnh. Đây là một tác dụng quý giá của sữa chua đối với trẻ nhỏ. Ngoài ra, sữa chua còn chứa đầy đủ nguồn dinh dưỡng thiết yếu. Chẳng hạn như chất đạm, chất bột đường, chất béo, các muối khoáng và vitamin, chủ yếu là vitamin nhóm A và B, khi đó mẹ sẽ không còn lo con bị thiếu chất do ăn uống kém. Có thể nói, sữa chua là một lựa chọn tuyệt vời để giải đáp cho vấn đề trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì. Rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? Củ khoai lang. Khoai lang có chứa nhiều chất xơ, carbon hydrate tốt cho sức khỏe trẻ. Khoai lang giúp hỗ trợ chữa viêm loét dạ dày. Chất xơ trong khoai lang rất tốt cho trẻ táo bón do nó kích thích nhu động ruột. Nguồn carbon hydrate trong khoai lang cũng là loại an toàn với sức khỏe. Điều này giúp con hạn chế được nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch do lượng đường trong máu tăng cao khoai lang còn giàu vitamin A, C giúp trẻ chống nhiễm trùng, tăng miễn dịch. Ngoài ra, khoai lang chứa nhiều loại vitamin nhóm B, các khoáng chất mangan, kali, đồng cần thiết cho trẻ. Do giàu dinh dưỡng và dễ ăn, khoai lang được khuyến khích nên cho trẻ ăn từ thời kỳ bắt đầu ăn dặm. Mẹ có thể sử dụng khoai lang để chế biến thành nhiều món ăn đa dạng cho trẻ. Mỗi ngày một củ khoai lang, chia làm hai bữa là phù hợp với sức ăn của bé. Kiên trì sử dụng, mẹ sẽ nhận thấy những thay đổi rõ rệt trong vấn đề tiêu hóa của bé. Rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? Gừng. Nước gừng. Gừng có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn. Gừng chống nôn ói, giảm co thắt dạ dày, giảm đầy bụng, khó tiêu. Đây được xem là bài thuốc hay cho trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, gừng vị cay, khá khó ăn, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Cha mẹ có thể nấu các món ăn như gà kho gừng, thịt cá kho gừng, sữa gừng giúp trẻ ăn gừng dễ hơn. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, tức là nếu con đang có các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, khó tiêu mẹ có thể cho trẻ uống nước gừng. Hoặc thi thoảng mẹ có thể thêm gừng vào món ăn, tuy nhiên gừng có tính nóng và khá khó ăn với trẻ nhỏ. Nên mẹ không nên dùng gừng cho bé ăn quá thường xuyên. Rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? Các loại rau xanh. Rất nhiều trẻ nhỏ mắc chứng rối loạn tiêu hóa trầm trọng chỉ vì thói quen xấu là không ăn rau. Rau xanh là một thực phẩm không thể thiếu cho các hoạt động tiêu hóa của cơ thể. Vì thế, khuyến khích con ăn thêm rau giúp mẹ giải quyết dễ dàng vấn đề trẻ rối loạn tiêu hóa nên ăn gì. Lý do chúng tôi khẳng định chắc chắn như vậy là bởi rau xanh có những lợi ích sau. Bổ sung nguồn chất xơ cho hệ tiêu hóa, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan có tác dụng tạo gel làm mềm khối phân. Còn chất xơ không hòa tan giúp tăng kích thước và hạn chế tình trạng phân vón cục. Chúng kéo nước vào lòng ruột cải thiện tính chất phân, giúp phân di chuyển dễ dàng trong ruột. Tạo môi trường để lợi khuẩn phát triển. Lợi khuẩn phát triển tốt nhất khi có mặt của chất xơ. Sự mất cân bằng vi sinh trong ruột là một trong những biến chứng của rối loạn đường ruột. Khi lượng hại khuẩn phát triển mạnh, chúng sẽ sinh ra nhiều chất độc hơn. Để hạn chế tình trạng đó, bổ sung chất xơ là điều cần thiết. Lượng magie giúp giảm co thắt ruột, nhờ đó giúp trẻ bớt đau bụng hơn bổ sung nguồn vitamin dồi dào, vitamin nhóm a, b, c, e có rất nhiều trong rau, đặc biệt là các loại rau màu xanh đậm. Chúng kích thích quá trình tiêu hóa thức ăn, kích thích chuyển hóa sinh năng lượng, tham gia vào hệ miễn dịch và chống oxy hóa tốt. Nhưng làm sao để trẻ ăn thêm rau cũng là vấn đề đau đầu bởi trẻ nhỏ thường ghét ăn rau. Mẹ hãy giải thích cho con hiểu những lợi ích tuyệt vời của rau xanh. Cho con tham gia vào quá trình chế biến Ngoài ra, tạo không khí vui vẻ và trình bày món ăn đẹp mắt cũng là một cách giúp trẻ yêu thích món rau hơn. Rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? Yến mạch ngũ cốc. Ngũ cốc yến mạch là nguồn chất xơ và carbohydrate lành mạnh và tốt cho sức khỏe trẻ. Chúng cải thiện hoạt động tiêu hóa của ruột, chất xơ giúp phân được thải ra ngoài dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, ngũ cốc yến mạch còn có khả năng nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột. Nhờ đó, chúng bảo vệ ruột và giúp ruột hoạt động tốt các loại ngũ cốc yến mạch còn chứa hàm lượng vitamin khoáng chất dồi dào tốt cho sức khỏe toàn diện của trẻ. Nếu trẻ thấy chán nản khi ăn cơm, mẹ có thể đổi thực đơn cho con sang yến mạch hoặc ngũ cốc. Hoặc mẹ có thể chế biến chúng thành các món ăn dặm cho bé. Lượng dinh dưỡng vừa đủ của nhóm thực phẩm này rất phù hợp khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Có nên sử dụng cốm tiêu hóa cho trẻ bị rối loạn tiêu hóa không? Trong vấn đề trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì thì việc có nên cho con dùng cốm tiêu hóa hay không cũng là điều đáng bàn nhiều bà mẹ trẻ hiện nay đã lựa chọn cốm tiêu hóa cho con như một giải pháp nhanh chóng và cấp thiết. Tuy nhiên các sản phẩm đó có thực sự cho thấy hiệu quả và an toàn hay không? Nhiều bà mẹ chắc chắn vẫn còn bối rối về vấn đề này. Nên sử dụng cốm tiêu hóa cho trẻ bị rối loạn tiêu hóa đúng cách. Các chuyên gia cho biết sử dụng cốm tiêu hóa khi con bị rối loạn tiêu hóa cũng là một giải pháp hay nhưng mẹ cần thật cẩn trọng. Cốm tiêu hóa là các sản phẩm cung cấp lợi khuẩn. Khi nghĩ đến việc lựa chọn cốm tiêu hóa cho con, mẹ cần lưu ý phân biệt rõ ràng cốm tiêu hóa và men tiêu hóa. Men tiêu hóa là các sản phẩm bổ sung enzyme tiêu hóa. Cốm tiêu hóa có thể dùng trong thời gian dài còn men tiêu hóa thì không. Cho trẻ dùng cốm tiêu hóa sau ăn 1 đến 2 giờ để có được công dụng tối đa. Cần sử dụng đúng liều lượng với từng độ tuổi và cân nặng của trẻ. Không tự ý dừng đột ngột. Đối với trẻ dưới 2 tuổi, việc sử dụng cốm tiêu hóa cần có sự theo dõi của bác sĩ không hòa cốm tiêu hóa vào thức ăn quá nóng để tránh các lợi khuẩn bị tiêu diệt. Cốm tiêu hóa giúp con ăn ngon hơn, tiêu hóa tốt hơn. Tuy nhiên mẹ cũng không nên lạm dụng hoặc ỉ lại vào nó. Ba mẹ hãy sử dụng chúng như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì. Dùng cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold cho trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Trong vô vàn các sản phẩm cốm tiêu hóa trên thị trường, Amano Enzyme Gold là một sản phẩm mang đến sự khác biệt. Với công nghệ Nhật Bản, trong gói cốm Amano Enzyme Gold không chỉ có lợi khuẩn mà còn có một lượng enzyme. Điều này giúp đẩy mạnh quá trình hồi phục đường tiêu hóa của trẻ. Các enzyme sẽ hỗ trợ cùng với lợi khuẩn trong quá trình phân giải và tiêu hóa thức ăn. Từ đó giúp giảm nhanh gánh nặng cho đường ruột, giải quyết tốt vấn đề thức ăn bị tồn động. Đây được coi là giải pháp nhanh chóng và an toàn cho các bé bị rối loạn tiêu hóa. Hơn nữa, trong cốm tiêu hóa Amano Enzyme gôn còn có kẽm, canxi, magi, vitamin, DHA, lysine, vitamin B, chúng giúp trẻ ăn uống ngon miệng hơn, tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. Sau khoảng 2 tuần sử dụng mẹ sẽ nhận thấy trẻ có sức sống hơn, các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa đã giảm hẳn, giúp trẻ phòng tránh và cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa. Tình trạng rối loạn tiêu hóa gây ra nhiều phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Ngoài việc chú ý rối loạn tiêu hóa nên ăn gì, thì việc ăn như thế nào cũng hết sức quan trọng. Cho trẻ ăn đúng cách, sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp trẻ thoát khỏi nỗi lo rối loạn tiêu hóa nhanh chóng. Cho trẻ ăn uống đủ các chất dinh dưỡng, ăn uống đủ bữa, đúng giờ mỗi ngày. Cho trẻ ăn chín uống sôi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không ăn thực phẩm ôi thiêu. Trẻ cần ăn nhiều rau xanh và trái cây để cung cấp chất xơ. Bổ sung cho trẻ lợi khuẩn có trong sữa chua, cốm tiêu hóa tốt cho hệ vi sinh đường ruột tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh đều đặn mỗi ngày vào cùng một thời điểm. Tránh cho trẻ ăn các thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn sống hay tái, tránh các thực phẩm chứa nhiều đường. Trẻ thường xuyên vận động, tập thể dục thể thao. Rối loạn tiêu hóa nên ăn gì là nỗi lo thường trực của bạn. Để tránh việc rối loạn tiêu hóa làm cản trở quá trình phát triển của trẻ, mẹ hãy ghi nhớ danh sách các thực phẩm kể trên. Đồng thời, giúp trẻ thực hiện thói quen ăn uống và thói quen sinh hoạt lành mạnh. Hệ tiêu hóa tốt giúp con có thể chất và trí tuệ khỏe mạnh. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.